Hôm nay ý, em đến đây là có hai mục đích. Mục đích đầu tiên là em muốn nhờ anh vẽ cho em một bức tranh nhá, làm sao để trông em như là gái 18, xanh non và tươi mơn mởn ra. Và điều thứ hai là em muốn nhờ anh hãy tìm trên cơ thể của em điều gì đặc biệt nhất, đẹp nhất, vẽ cho em một bức để em gửi cho người tình của em, để anh ấy nhìn vào cái đặc điểm của em nhá. Là phải đê mê cô tơi này, phải luôn luôn nhớ mong và mê hết đời. Em ơn nữa. Dạ em cảm ơn ạ. Thế là em đã tìm được đúng người đúng chỗ rồi. Em đến với anh là em tìm đến với trường phái hội họa tả thực. Nhiều khi nó lại hư hư, ao ao, không biết thế nào một lần. Anh nói với em, nghệ thuật là gì? Nghệ thuật không phải là anh trăng lừa dối. Mình phải thật, nhưng nhiều lúc nó là ảo. Có những cái bên ngoài nó tác động, nó thành lấp liếm cái tài năng. Nhưng ở đây với anh, tài năng phải là thực sự thì nó mới có tác phẩm để đời dành cho em. Trời ơi! Cho anh xin uống nước. Em uống đi. Vâng, em cảm ơn anh, vui tính quá. Em ảo nhá, chứng tỏ là em rất gặp may. Em nhìn anh xem nào. Từ mái tóc ngố này, rồi là đến cái dây chuyền mặt nhện này đấy, rồi bộ quần áo mặc trên người, nó toát ra một khí chất mà phải nói là trông rất chi là hội họa. Ôi, trông anh nhá, phải nói là đầy chất nghệ thuật. Mà nhìn anh ý, trông anh cứ giống giống một cái họa sĩ gì đấy, người Ý, Picasso ấy. Bình thường rồi. Bây giờ nhá, hôm nay anh sẽ tìm một cái điểm đẹp nhất trên thân thể em để anh chấm phá cành cọ vàng của anh, để ra cái tác phẩm làm sao để người tình của em bê ra mê, không bao giờ quên được em. Dạ, cảm ơn ạ. Bây giờ em có thể đi lại để anh ngắm cái điểm đấy, được không? Đơn giản, anh nhìn nó thật kỹ nhá. Em là em phó mặc hết toàn bộ cái thân thể ngọc ngà của em cho anh rồi đấy. Ra rồi. Ra rồi thật à? Ra rồi. Thật không? Chắc chắn không? Chắc chắn rồi. Ôi, thế à? Thật không? Thật chứ. Thì anh bé đi. Bé. Thôi đừng mà, em nhột lắm, em không chịu nữa đâu. Ô anh, thế cô có muốn có một bức tranh để đời để tặng người yêu không? Không à? Khó ạ. Thế ngồi im để tôi nặng. Vâng, em chịu nữa thôi. Không chịu, phải chịu hết. Cố gắng lên. Được rồi. Bây giờ, đặt cái chân vào đây. Ôi trời, sẽ thôi. À, xong rồi. Đúng là một kiệt tác để đời, không bao giờ có lần thứ hai. Đấy, xin mời em chiêm ngưỡng. Cái gì thế này? Thì khổ quá. Từ nãy đến giờ anh đã dùng tất cả công lực, sức lực của tất cả trí tuệ để anh dồn vào cái này. Em xem trên người em có cái gì đẹp ngoài cái bàn chân không? Mà bàn chân của em là cái gì? Chính là cái đẹp nhất. Nó là cái lẽ sống, là cái tâm hồn, là tất cả những gì trong cuộc sống này nó dồn nén. Anh đã gửi hết tâm tư tình cảm của mình vào cái bàn chân này. Bàn chân từ cái góc cạnh, rồi từ cái móng chân, nó toát lên tất cả. Em nhìn xem. Thôi, đừng có nói nhiều nữa. Ông giữ lại tuyệt tác của ông mà ngắm đi. Trông này, không thể chịu được. Đại ơi, bạn Đại ơi, bạn Đại mặt chuột đẹp nhưng vẫn đẹp trai ơi. Mới sớm này ra mà nhà Đại có gái đẹp thế nhỉ? Vẽ như dở hơi, bày đặt làm họa sĩ, đúng là cái đồ treo đồ dây bán thịt chó. Kín cổng cao tường quá. Bực hết cả mình, phí tiền mà đi taxi đến đây. Trời ơi, toàn cả màu với giấy của người ta, thật là buôn cho một thế hệ. Ôi đúng là cái đồ họa sĩ dở vãi. Ôi cái gì đấy? Ôi cái gì thế này? Ui. Trắng thế. Ui. Trắng như lợn cạo. Mù à? Mù hay sao mà chỉ biết sờ? Khổ quá. Anh bị mắt quáng gà. Anh mới nhìn thấy đường ấy. Không chỉ làm có vậy. Liệu hồn đấy nhá. Cái đồ dễ dàng. Xinh vãi.
Gái xưa chưa chạm bảo dê, gái nay chạm nhẹ đã te te gọi cả làng. Gái xưa chưa chạm bảo dê, gái nay chạm nhẹ đã te te gọi cả làng. Ô dê xinh vãi. Gái xưa chưa chạm bảo dê, gái nay quá chuẩn. Bây giờ mình có thể nhắm mắt xuôi tay được rồi. Dê. Ô dê. À, bà Đà, bà Hiền, mời bà vào đây. Bà Đà, này, đồ cổ hả? Đồ cổ là đồ cổ thế nào? Một tuyệt tác để đời. À, may quá, Từ Kỳ đã gặp được bá nhà. Bá nhà đến đây. Xin giới thiệu với bá nhà, đây là một bản chân của một người phụ nữ đẹp. Bao nhiêu đêm Từ Kỳ đã thả hồn tất cả vào đây, đã đem hết sức lực của mình vào đây. Bà có biết không, xung quanh cái bản chân là một cái vòng kim cô. Bản chân có thể cảm tưởng như là được bao bọc, che chở, bảo vệ, nâng niu. Này, đấy. Hả? Cái này ông vẽ đấy hả? Ừ, mình vẽ đấy. Ấy, bà nhà cứ thưởng thức đi, bởi vì tất cả tâm hồn mình đã dành cho nó. Hả? Tớ trông thấy nó mung lung. Ừ. Bao la. Ừ. Mênh mông. Ừ. Thậm chí nó huyền ảo. Đấy, tránh nó phải như thế. Tất cả cái tâm hồn của người họa sĩ đã thả hết vào đây rồi thì nó toát lên được những cái gì là nghệ thuật. Bạn hiểu không? Đây là bàn chân. Đúng rồi, bàn chân của người phụ nữ đẹp, xung quanh được bao bọc, che chở, nâng niu, bảo vệ bằng một cái vòng kim cương màu vàng. Đúng. Ừ. Này, tớ ngửi thấy có mùi tất chân. Ừ. Nó phập phồng bay lên tận mũi. Ôi trời ơi, cảm ơn bá nhà. Đây, bây giờ cái hồn của bàn chân bắt đầu nó toát ra, nó vào đúng mũi của bạn đấy. Này, nói thật với đại nhé. Ừ. Cái này mà gọi là tranh ấy. Ừ, nó là tranh, nó là tuyệt tác, nó là kiệt tác. Nó như là cái giấy tô màu của bọn trẻ con ấy. Cái này là giấy tự màu, tranh mà. Này, ừ. Tớ cũng nói thật cho bạn biết nhé. Ừ. Bao nhiêu năm nay, hôm nay tớ nó mới thật, chân thành ấy. Ừ. Đây không phải là tranh. Thế là cái gì? Nó như là cái thằng trẻ con 2 tuổi nó tô ấy. Hoa vô vẩn. Nói cái kiểu đấy à? Bố nhỏ nghệ thuật thế à? Vẽ vời. Dạo này nó vẽ cả tranh kìa. Làm sao? Ôi, tìm đâu thấy đại của ngày hôm qua. Đại của ngày hôm nay vẽ tranh như một thằng điên. Tranh của đại chỉ người thần kinh mới thưởng thức được thôi. Là ngu vãi. Ngu vãi à? Ai ngu vãi? Ai ngu vãi? Ông đánh rồi hả? Ừ, đánh đi. Đây này. Sống với nhau bao nhiêu năm nay thì hôm nay ông đánh tôi nhá. Ừ. Bây giờ ông đánh tôi mà long cả não rồi. Ông đánh tôi hả? Tôi đánh đấy. Một cái loại đánh không hiểu gì về nghệ thuật cả. Hả? Này này. Hả? Ông đánh tôi, tôi đập đồ của ông. Có bao nhiêu đồ cổ tôi đập hết. Thách đây, thách đây, đập đi. Ông thách tôi đập đồ gì? Ừ. Bao nhiêu năm nay thì hôm nay dám đánh bạn này. Thách đập đồ gì? Thách đây, thách luôn. Ông đập thật đấy. Ừ. Nào, nào. Không được, cái này của tao. Cái này đúng của mày rồi. Ừ. Mà đánh tao nhau tao đập đồ của mày này. Ui ôi. À, ông đập đồ của tôi phải không? Ông này đập đồ cổ đúng không? Được rồi, đâu đâu? Của mày để đâu? Đây rồi, đúng không? Ở đây rồi, đã thế nhá. Ông đúng rồi, mày đập cái của tao rồi, được rồi. Mày ông đập, đấy, ông đập luôn cái này của mày nhá. Anh Đại ơi. Cái gì nó nổ ấy nhỉ? Đời còn đánh gì đấy? Ôi ôi ôi, ông đập đi rồi đúng không? Nè tình bạn mẹ, tôi không đập cho nó cân bằng. Thôi thôi hai bác ơi, đừng quất nhau nữa, quất nhau là vào tù đấy. Thế này mà gọi là ba nhà với Tử Kỳ. Uống xong mới đập à? Ừ, 100% đi. Trăm trăm.
Thôi đi, cuộc đời nó ra cái đách gì nữa đâu mà. Trả ra cái gì thì thôi luôn. Bạn bè mất cả bạn bè rồi còn đách gì nữa. Ôi. Cái chum. Là vợ mất cái lưu rồi. Chảy xước hết cả nhan sắc người ta rồi. Sao cái lưu này lại vỡ được cái chứ lị? Người đâu mà chẳng ngăn lăng tí nào cả. Cái lưu nó quan trọng hơn cả em à? Em cũng quan trọng. Thế nhưng mà cái bình cổ nó quan trọng hơn. Đấy là món quà mà tổ tiên anh để lại cho anh. Anh phải bảo vệ nó. Người ta quan trọng thì cưới người ta đi. Thôi, em về đi. Anh còn phải dọn cái đống này. Suốt ngày chỉ thấy bình cổ thôi. Thế mà mình cứ tưởng biết vậy hồi xưa yêu thằng khác cho xong. Mà cái bình cổ làm gì có cái gì hay mà nhiều người dòm ngó vậy. Em không quan tâm cái bình đâu, chỉ cần anh thôi. Thôi lên đi về đi. Để anh thoát nốt cho xong. Thế tức là anh không muốn nhìn mặt em nữa chứ gì? Không, anh muốn. Thôi, Liên đi về đi. Về đi. Sao tim mình hồi hộp thế nhỉ? Mà còn mếu ạ. Mày có biết là cái bình cổ này nó có niên đại bao nhiêu năm không? Nó là 2000 năm trước công nguyên, trước khi cái loài khủng long nó bị tuyệt chủng. Cái tên sư mày ông này ném cho mày cái bây giờ. Chính xác ra nhé, cái bình cổ của tao mà mày đập ấy, nó đời Khang Hy thứ 16. Cả họ nhà mày không đủ tiền để nộp đâu. Ông cứ quy luôn nó ra tiền để cho nó đẹp. Bao nhiêu? 4.6 4 tỷ 6 đấy. Nhà mày có đẹp được không? Được không mà. Nhà mày bắt đỏ tao đấy. Được không? Đi. Tại sao mày đến đây mày đập bình cổ của tao? Hả? Nói. Dạ, mục đích của em hôm nay sang đây là để bán đồ cổ. Nhưng em thấy hai bác quất nhau, em bảo căn theo cách của em để cho hai bác tỉnh ngộ. Nhưng mà lòng tốt của em nó bị phỉ nhổ. Thôi, tóm lại là cái đồ cổ của mày đâu? Mang ra đấy. Mày bảo mục đích của mày sang đây bán đồ cổ. Dạ. Thế cái đồ cổ mày đâu? Dạ, đây ạ. Dạ, cái này là quý lắm đấy ạ. Vì em túng thiếu quá, cho nên em phải cắn răng cắn lợi để cho nó đi ạ. Đưa tờ xem nào. Đây ạ. Đấy thì đi, đưa đây xem nào. Mà hai bác biết không? Cái bát này, hai bác không biết nguồn gốc của cái bát này nó sang chảnh đến đâu đâu.
Này, hai bác có biết được cái chuyện bình cổ của nhà thằng Nhỡ không? Mà hai bác biết đấy. Cái ở nông không bao giờ quý bằng cái ở sâu. Cái bình cổ nhà thằng Nhỡ ấy, họ trả 4 tỷ. Cái bát của em nó sâu hơn thì chắc cũng phải được 4 tỷ rưỡi chứ đùa. Tiên sư mày! 4 tỷ rưỡi? Cái bát này mà nó bảo là bình cổ. Cái bát này chỉ chuyên cho gà nó uống nước thôi. Láo! Này! Dạ. Mày vừa bảo cái bát này nằm dưới cái bình cổ nhà thằng Nhỡ. Dạ vâng. Cái bình cổ nhà thằng Nhỡ tao nghe mang máng là vỡ rồi cơ mà. Vỡ đâu mà vỡ. Đấy là họ đồn thổi thôi. Thằng Nhỡ ấy, nó cất cái bình đấy kỹ lắm. Chẳng ma nào biết được đâu. Này, mà có biết được ý thì cũng chẳng đến tay hai bác đâu. Võ sư Ba Vạn và cô Bích Biêu đang lên kế hoạch để lấy nó đấy. Em mà mang sang ấy thì nó mua luôn. Này, ông ơi. Cái vụ này mà thằng Ba Vạn với con Bích Biêu nó nhúng tay vào là mình mất hết, mất sạch ấy. Này, bây giờ phải làm nào? Mày! Dạ! Chị mày! Dạ! Em sao? Nói tao bảo! Dạ! Mày muốn tao xóa nợ không? Dạ muốn. Xóa nợ mày bình, mày đập cái bình cổ nhà tao ấy? Dạ. Nhớ chưa? Nhớ ạ. Bây giờ thế này! Thế nào ạ? Mày cầm cái bát này sang nhà thằng Ba Vạn. Cái bát này là bát dở, bát vớ vẩn cho gà nó uống nước thôi con à. Chứ đồ cổ gì, chúng nó là sao biết đồ cổ được. Là sao biết đồ cổ như tao với thằng này được. Dạ vâng ạ. Mày cầm lấy, ra mắt chúng nó. Dạ vâng. Lấy cớ làm quen với chúng nó nhá. Dạ vâng ạ. Nhất cử nhất động, theo dõi chúng nó làm bất kể việc gì, phải báo cho tao với đại. Dạ vâng. Tao mới xóa nợ cho mày. Nhớ chưa? Dạ vâng ạ. Nhớ nhá. Dạ em nhớ ạ. Đi đi. Đi đi. Dạ em đi. Em chào hai anh ạ. Dạ xin phép hai anh em đi ạ. Ôi sao thế? Trúng gió sao mà run đấy? Ôi ôi, tôi thật sự ngưỡng mộ ông đấy. Ông vừa qua thằng kia có mỗi một câu mà tôi còn rúm hơn nó. Tôi thật bái phục ông. Phải thế chứ. Kế vãi. Ôi dồi ôi kinh. Anh, em thấm mồ hôi chưa? Nóng lắm không hả anh? Hả? Ôi dồi ôi. Này. Em đã làm gì đâu mà sao anh phải gồng cứng lên như thế? Hả? Ôi dồi ôi, chân tay chắc tí. Ôi, bàn tay mềm mại nuột nà của em, giá là mãi mãi của anh thì... Ôi. Anh đứng lên đi, đứng lên đi. Em bảo chỉ cần anh á, anh lấy được chiếc bình cổ ở chỗ thằng Nhỡ nhá, thì em hứa với anh, em sẽ ở cạnh anh suốt đời, không rời anh nửa bước. Hả? Kể cả lúc anh đi vệ sinh. Em nói thật chứ? Ừ? Anh sợ như thế không thế nhỉ? Không đùa. Em yên tâm, trước sau cái bình cổ cũng thuộc về anh và em. Ừ? Còn thằng Nhỡ, tuổi gì, thằng quách con. Hả? Anh Tấn lên trên này đi. Em thấy ở trong phim võ thuật Lý Tiểu Long ấy, người ta hay rèn luyện như thế này cực. Anh cứ chịu khó đứng một thời gian nhá, đảm bảo sức khỏe của anh sẽ dẻo dai cường tráng hơn rất nhiều.
Xuống đi anh. Xin anh ạ. Dạ chị ơi, chị cứu em với ạ. Chị cứu em với ạ. Cái gì? Cái đấy, đấy, đấy. Thẳng, thẳng đấy. Dạ, dạ. Đứng lên. Làm cái gì mà rình mò ngoài cửa hả? Dạ chả là em có cái bát cổ ạ. Em định mang sang để bán cho anh chị. Cái bát này vô cùng quý giá. Nó được đào cạnh cái bình của nhà thằng nhỡ làng em. Mà cái bình đấy nhá, có người giả mấy tỷ đồng ấy. Nhưng mà em thấy anh chị luyện võ công hay quá, em mang sang để em biếu anh chị ạ. Coi như quà ra mắt ạ. Mang về mà dùng. Cái bát mẻ bày trò biếu xén hôn. Dạ bây giờ em không nói chuyện gì liên quan đến cái bát này nữa. Dạ bây giờ em chỉ sang là em nhờ anh chị cho em làm đệ tử, để em về em đoánh cái thằng béo làng em ạ. Dạ em có chết em cũng không nhắm mắt. À dạ không ạ, chết em nhắm mắt ạ. Này, ba vạn này không có loại đệ tử như mày nhá. Dạ. Cút. Đằng sau quay. Bịt tay lại. Anh cứ nhận nó làm đệ tử đi. Đằng nào bây giờ mình cũng đang cần một người để dẫn đường chỉ lối. Thằng này nó thông thạo đường lối. Mình cứ nhận đại đi rồi loại sau. Hả? Đây. Dạ của em. Nể tình chú em thật thà hiền lành, cho nên chị nhận làm đệ tử, ok chưa? Dạ vâng ạ, dạ em đội ơn anh chị ạ. Rồi, lạy chúa tôi. Dạ em đội ơn anh chị mày ạ. Mày quá, con theo đạo Phật. Cứ thằng kia, tao đã chết đâu mà mày lại hả? Dạ em. Tiếp trưởng đây. Dạ. Hôm lấy chồng em chẳng mời tôi đến chơi hết đứng lại ngồi. Chồng nàng nó cứ lườm tôi, ngồi buồn tôi đành rít thuốc rít liên hồi xong rồi về luôn.
Trò chơi thuở bé, anh hay kéo mò cao, chờ em nơi ngõ vườn, giờ em đi mất rồi. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, nhẹ nhẹ cái tay thôi, ôi trời ơi, cái thằng mặt chuột kẹp kia, mày làm lệch phong câu của ông rồi. Này, mặt chuột kẹp nhưng còn đẹp hơn mặt ông, còn hơn cái mặt ông đã công nông để còn tông thêm son phấn. Ôi giời. Này, sống với nhau bao nhiêu năm rồi, càng về già anh thấy chú lại càng giống cái thằng nửa được nửa cái. Được nửa cái làm sao? Mà đấy, đã bảo rồi, thuê ngay cái xe taxi cho nó nhàn. Đằng này lại rước ngay cái của nợ này về, mệt hết cả người. Ngu vãi. Taxi làm sao bằng cái xe cốt két này. Đi thế này nó mới riện, nó mới hoành tráng nhé. Đúng rồi, nó riện, nó hoành tráng thì bây giờ kéo đấy. Anh mà phải kéo chú á? Ôi cho con gì đó, phải thay đổi tí chứ, để hưởng cái vất vả như thế nào. Vừa nay tôi đã vất ông còn vả tôi đấy. Được rồi, sẵn sàng kéo thôi. Anh kéo chú nhé. Chú chỉ có đi ngủ với Jun thôi. Ôi giời. Chết đừng kêu nhá. Không sao, đây thà khốn nạn công khai còn hơn giả nai thánh thiện. Sẵn sàng kéo. Ôi trời ơi, ai rồi, ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Mày kéo. Này, này, tôi không ngờ ông lại đẻo như thế đấy. Tôi với ông đang là đối tác làm ăn mà ông chơi xỏ tôi thế phải không? Ngủ vãi. Ta thế từ bây giờ nha, không có đối tác gì hết, mà tôi quyết sống mãi với ông đấy. Thôi thôi thôi, thôi. Anh đã bảo với chú rồi. Mắt anh quáng gà làm sao kéo được xe. Tao với mày hai thằng ngủ vãi. Tại sao mình không nhờ hẳn cái thằng Hỏa Điếc mà cứ phải đi tìm cái thằng Nhỡ? Tìm thằng Nhỡ có mà tìm kim đáy biển. Hay. Công nhận, cả đời em hôm nay mới được uống một bữa rượu trinh trọng như thế này. Quý lắm thì ông đại ông ấy mời đấy. Đúng. Rượu thì anh không thiếu, nhưng cái chủ yếu là chú dùng được bao nhiêu mới quan trọng, đúng không? Có nhiều lắm, nhưng cái này mới là cái quý này. Đưa xem nào. Quý thế này giờ mới mang ra. Đúng rồi. Đại mặt chuột. Kỳ vãi. Nó phải này, gió cho nó. Gặp cái ông trọng đại thì mình mang ra chứ nó ví đúng không? Này, uống đi. Thế chú chơi phê chưa? Hả? Em chưa phê. Trời ơi. Trông cái tướng nó kìa phê loài. Nhưng còn lâu đã chỉnh. Chưa phê thì còn lâu đã chỉnh. Thế nói túm lại là bây giờ cái bình nó đang nằm ở đâu? Cái bình nó nằm ở đâu? Ở đâu thì sao mà biết được? Thằng Nhỡ ấy, tuy nó còi cọc, nhưng nó như là một con hổ ấy. Động vào nó, có mà ngu. Thôi, nãy giờ chú ăn hơi tốn mà uống hơi nhiều đấy. Cái bình cổ nó ở đâu? Nói xem nào. Có mỗi một cái bình cổ mà ai cũng hỏi. Hai bác còn lâu đã lấy được nó nhá. Thằng Ba Vạn, nó là một cao thủ. Nó thổi một phát là thằng Nhỡ bay luôn. Đại, bây giờ phải tìm bằng mọi cách để triệt hạ nhóm Bích Biêu và Ba Vạn. Không có là mất toàn cái bình cổ đấy. Giang hồ thì đây không sợ, nhưng mà chỉ sợ mỗi là đến nơi rồi mình hết đạn, lúc anh mình chết ở đấy thì mới sợ.
Rượu bất khả ép, ép bất khả tử. Không say, không về. Đại! Ôi giời! Tìm ngay cho tôi một cao thủ. Yên tâm, về quan hệ thì cứ phải hỏi tôi, hơi bị rộng. Ai? Có rồi. Ai? Cao thủ 9000 Sài Gòn. Đây, 9000 đến rồi. Chuẩn bị các em. Đi. Cao thủ thấy các em thế nào? Có thích không? Có thích không? Thấy ghét quá. Tôi chỉ thích Thính với Đại thôi. Còn mấy con nữ này làm tôi rối.
tôi sợ lắm. Xong rồi. Gầy vãi. Dạ. Chắc đi đường xa cao thủ cũng mệt. Bây giờ mời cao thủ giải khát ạ. Hàng vào. Úi dồi. Dạ. Xin mời cao thủ ngự tiểu. Mà cũng xin giới thiệu luôn với cao thủ, đây là rượu Napoleon sản xuất ở Lào Cai đấy ạ. Rượu rất tốt. Đẹp vãi. Cao thủ ơi, mặt thế kia chịu đòn giỏi lắm. Sao lại thế? Ông đại ra đi. Hạn nặng rồi. Nhá, anh chịu phí rồi, nhẹ tay tí nhá. Trời ơi. Bây giờ ông muốn tôi xử thằng nào trước? Thằng nhớ để sau. Thằng ba vạn đập trước. Viết đi. Viết đi. Cao thủ bảo gì viết cái đấy. Viết đi. Viết cái gì ạ? Huyết chiến hư. Viết. Đánh nhau rồi. Quán á, các con biết thằng chính thì là thằng nào không? Không ạ. Một thằng vô danh tiểu tốt, nó dám bảo thầy như con tép. À không, con tép còn đỡ. Nó dám bảo thầy như một con chiên, nó cần chi nhẹ một cái là có thể giúp cả lông chân lẫn lông đầu. Các con thấy có đục đá không? Các con phải rửa cho con thầy, rõ chưa? Rửa nhá. Thế từ đâu? Dạ, cầm thật chưa? Cho nhẹ xuống rồi. Trương! Ba vạn tôi rồi! Ba vạn tôi rồi. Thôi. Bắt đầu. Lũ chuột nhất này không đáng cần phải ra tay. Con làm đi. Chúng mày định ăn cây táo rào cây xoan phải không? Hôm nay ông sẽ cắt hết cát xe của chúng mày. Ôi! Chưa cần tới cao thủ để tôi. Các em đâu?
Hey! Hey, sexy lady! À, chúng mày định đuôi lũ vịt để thịt hai con ngoan này hả? À, nhìn thấy gái là mắt cứ sáng lên. Tập trung vào. Bây giờ hô cho chị. 3 ván trước sau cũng thua rồi. Cứ đợi đấy. Này, đừng tưởng bên đây có áo vàng mà bên này không có áo cam nhá. Sợ. Cái gì đây? Quay cái mặt về đây. Sao? Nhìn thấy chưa? Look at me, nhìn tôi đây này. Hả? Tôi phải gái không? Thì em yêu mà. Tôi yêu đúng không? Ừ. Anh nhìn ra bên kia làm gì? À không, kiểm tra quân số. Cái mặt cái mũi lão lúng lạ lúng liếng, không khác gì bọn trò này cả. Nghe tôi nói đây, gái chỉ là phù du, thì quan trọng là chiến thắng. Anh quán xét đi. Tất cả nghe con trẻ đây. Gái chỉ là phù du. Chuẩn. Chiến thắng mới là tất cả. Chuẩn. Rõ chưa? Tất cả chúng mày, nếu mà cảm giữ tâm lý không được thì nhắm mắt lại mà đánh. Chuẩn. Hả? Cái gì? Bảo chỗ nào đánh chỗ đấy. 1, 2, 3. Nhắm mắt. Điều gì cũng chết bất tình lình thì gái. Vậy mình bóc một béo cái tiền của anh tấn cái gì? Đánh cho tôi tập mới lên! Yes! Kiểu này dễ tỏi lắm. Trời ơi, đứng dậy, đứng dậy đi. Nhìn đẹp. Em có làm sao không? Anh xin lỗi. Đứng dậy, suốt chiêu đi. Cố lên. Cố lên, cố lên. Đứng dậy.
mấy cái chiêu tay dạy cho nhà ngươi đâu rồi? Bây giờ tôi đếm từ 1 tới 10 mà thằng áo đen này không dậy được, bên 3 vạn thua mãi nhá. Bắt đầu đếm này. 1 3 9 10 thua mãi. Thua mãi. Cái đại gái giống thầy mày thôi. Đi vào đây, đi vào đây. Ông nhá, học trò của ông ấy, đứa nào cũng dại gái giống ông thôi. Giải quyết đi. Đưa cái tiền trường đây. Cô lên, cô lên. Chị, đồ chơi bẩn. Đưa gái lên để rủ rỗ cha nhà lành. Giỏi trai. Thua rồi mà còn bậy đặt. Ai dụ? Ai dụ ông? Ai dụ ông? Hả? Này 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 này, cái gì đấy? Dạ. Định 2 đánh 1 đấy à? Này, riêng thằng này nhá cũng không ngán nhá. Cất đấy. Em xin có ý kiến ạ. Nói. Thì hai em bây giờ định thế nào? Thì hai anh định biến cái sàn đấu này thành trò con nít ạ. Hai anh giỏi, hai anh vào đấu với nhau đi. Đấu thì đấu. Tự nhiên ra cái đường đối này. Cổ vũ lên. Người yêu ơi, anh muốn cùng em thề câu chung thủy, cùng thay đổi lòng mình bên nhau đi đến cuối con đường. Cao thủ, không những giỏi võ mà còn giỏi cả ca nữa. Ba vạn thua rồi, ba vạn thua rồi, ba vạn thua rồi. Mày vào thế của tao rồi. Tao. Thầy ơi, sao thầy lại nhảy hip hop thế kia? Mày ngu, thầy bị đá vào ấy. Xong rồi, mày mất giống rồi con ơi. Siêu vãi.
Trận đấu đến đây kết thúc. Kết luận, 3 bạn bị 9.000 đã knock out, thua rồi. Ba bạn thua rồi. Trái tim em chỉ 2 lần mở cửa, đón anh vào, rồi tống cổ anh ra. Top. Dạ. Top. Dạ. Thế mày là thầy tao hay tao là trò mày? À, quên, ngược. Hả? Dạ. Cái mặt của mày, không biết lúc nào mày vui hay mày buồn nữa. Cho xe lên. Sao? Bây giờ anh định thế nào, hả? Người ơi, đúng anh là ngu như con cóc mà ngốc như con mi. Im ngay nhá, không được nói mi lu, nhớ chưa? Người yêu của tôi là không thể xếp chung hàng với chó được. Cho xe lên. Rồi. Thế cái tội thua vùi gái thì đáng đánh bao nhiêu đòn hả ba vạn? Em đánh à? Ừ. Ôi, em đánh cũng nghĩa là được. Ừ. Mà em đánh càng nhiều thì anh càng được nhiều. Nhưng mà nhớ là hai roi thế nhé. À, hai roi hả? Nhưng mà... Được thôi. Thế anh cho xe lên đi. Chuẩn bị tinh thần nhá. Nhưng mà từ. Thằng kia, mày cái tuổi gì mà đứng đây để chứng kiến cái sự nhục nhã của tao hả? Cút! Tao cút luôn. Ê! Đứng lại! Đi đây! Con sẽ lên! Anh định chạy hả? Ôi quá rồi! Bảo hai roi thôi mà đi. Anh vừa nói với tôi là 22 roi cơ mà. Đấy, nói lắm. À, anh như thế đã đủ đâu, hả? Hả? Tôi nói cho anh biết nhá, cái tội của anh là nhìn thấy gái là mắt sáng lên. À, cho dù người ta có đẹp đến mấy, thì anh cũng phải kiềm chế, hả? Để thắng chứ. Úi dồi ôi, nhưng mà là nhục. Thôi đi, tôi đã kiềm chế rồi. Thế nhưng mà những chân ngắn chân dài nó cứ đập vào mắt tôi, làm sao tôi chịu được? Anh lại còn giả vờ nằm à? Anh ngồi dậy cho tôi hả? Thôi rồi, anh đi chơi. Thôi rồi, cái tay ra. Bây giờ anh như thế nào? Như thế nào? Chị Bích ơi. Hòa đấy hả em? Dạ vâng ạ, em đây ạ. Vào đây. Trời ơi, đi đâu mà sang đây đấy hả em? Dạ, em đến báo cho chị một tin rất quan trọng. Chị mà nghe tin này, chị chết đi rồi, chị phải bật dậy chị nghe nó. Ui gấp, giải dòng văn tự qua nói luôn tin gì. Chuyện cái bình đấy. Cái bình cổ á? Này, mày có chắc là thằng Nhỡ nó chôn cái bình cổ ở đây không? Ừ. Em thề với cái bóng đèn pin đang sáng, chắc chắn thằng Nhỡ chôn cái bình cổ ở đây. Dạ. Hả? Mày vừa thề xong nó đã tắt luôn. Thì em thề xong nó mới tắt chứ. Lại sáng ở đây. Tìm cái chỗ cho đi. Ngước lên trên trời để cho mọi người phát hiện ra. Đây rồi. Chính xác không? Chính xác rồi. Nếu không cẩn thận ổ rắn đi nhá. Không rắn em nhìn chính xác rồi. Đào đi. Đào đi. Tôi nói ông ấy. Nói mày ấy. Đi. Ôi trời. Hết. Nhanh. Anh nhẹ nhàng. À. Thấy chưa? Cái bình cổ đấy rồi. Bốc lên. Có cái mùi gì thum thùm ở đâu ấy nhở? Hả? Ông này,
Anh thề. Mày. Dạ dạ không phải em ạ, không phải em ạ. Ông khép chân làm cái gì? Khóa. Cái tội á, sướng quá sao còn vãi cả. Ô đéo nhỉ. Sao cái bình cổ lại thành mắm xương nhỉ? Tại sao bình cổ lại ra mắm xương? Mà mắm xương là cái gì? Dạ dạ dạ, chả là ở làng em ạ. Cứ ăn cỗ xong, xương sầu là nhặt hết lại, rửa sạch, đút vào hũ, xong họ cho nhiều muối vào, họ chôn xuống đất, 3 năm mang lên, dạ trở thành mắm xương ạ. À. Mà loại mắm này là rất hot ạ. À. Dạ, sẵn đây em biếu chị ạ. À. Hòa ơi, em dạ. Giúp chị em đặt cái hũ mắm sang bên này được không? Dạ vâng, em đặt ạ. Em này. Dạ. Chị em mình tốt với nhau quá nhỉ? Dạ. Em tặng cho chị cái hũ mắm xương này thì chị dùng đến bao giờ nó mới hết hả em? Dạ, dạ vâng ạ, cứ ăn rồi hết ạ. Ông kêu. Dạ. Lỗi nhá. Hả? Lỗi tất cả là tại ông nhá. Hả? 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 Cái thằng nhỡ nó bé bằng cái kẹo như thế mà ông cũng không đánh được. Vò vẽ vớ vẩn lại còn vò ve, vờ vá vờ vịt. Này 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 này. Thế em tưởng tôi là sợ thằng nhỡ đấy à? Hả? Em trúng mắt lên mà chứng kiến nhá. Đứng lại. Mày là thằng nhỡ đúng không? Các người là ai? Mày không cần biết ai. Mày không biết, tao muốn đấu võ với mày. Tôi không rảnh. Các người thích thì tự đánh lẫn nhau đi. Hả? Ờ? Sao? Sao lại bẻ cán xẻng của tôi? Nếu mày không đấu, tao còn bẻ cổ mày luôn. Bố mày không liên quan, rẻ rách. Anh là cái thá gì mà dám xúc phạm bố tôi? Thá gì? Ta đi. Mãng xà xuất động. Này, cái mãng xà này anh nhậu bên lệ mật nhiều rồi, em hiểu không? Bỏ mày vẽ vớ va vớ vật, lại còn vừa va vừa vịt. Khoan đã, nhưng trước khi thi đấu mày phải hứa với tao, nếu mày thua, phải đưa ngay cho tao bình cổ, hiểu chưa? Ông Tường, lấy cái bình của tôi mà dễ ạ. Vịt! Yeah! Vào đi! Vịt! Mày đã thua rồi, đưa cái bình cổ ngay. Vào đi. Hey!
Anh Đại ơi, cái tiên sư mày, cụ thể khởi hứng của ông. Em tìm thấy chỗ giấu bình cổ rồi. Hả? Tìm thấy chỗ giấu ấy rồi à? Ôi trời ơi, sao tôi mừng quá, tôi sung sướng quá. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, thế tìm thấy ở đâu? Hả? Hả? Ở đâu? Ở đâu? Thì bác cứ từ từ. Lấy cho em cốc nước. Hả? Có nước ngay. Ôi trời ơi, sao đến nay tôi đầy mừng thế này. Kính em. Anh xin. Thế đấy láo nhỉ? Thế tìm thấy ở đâu? Nói mau, kể đi, nhanh lên. Kể đi. Em làm theo cách của anh. Thế rồi, em đi theo dõi nó. Thế rồi, em lén nút theo dõi nó. Thế rồi, em thấy nó đi qua bờ ao. Thế rồi. Mày điên à? Mày cứ thế rồi thì đến Tết mà không biết nó ở đâu. Thì từ đầu thế nào? Nói. Dạ, em xin kể. Em làm theo cách của anh. Cái đấy tao nghe rồi. Em thấy nó chui vào trong miếu ông. Nó mang một cái bình ra. Em đoán chắc rằng đó là cái bình cổ. Cái bình cổ à? Đúng rồi. Chắc chắn rồi gì? Em chắc chắn. Ôi dồi ôi, sao tôi mừng chết anh rồi. Này, mày đã báo cho thằng bạn hiền của anh chưa? Thế thằng bạn hiền của anh là thằng nào? Là cái thằng nó đập cái bình của tao ấy. Thằng chó nào nó dám đập bình của anh? Là cái thằng thích mù chứ còn thằng nào nữa. Bác Thính với cả cao thủ 9000 đang ngồi nhảy ao ở quán nét đầu làng. Đúng là cái lũ ăn mảnh, đi mà không thèm rủ nhau một câu. Đáng cái lúc nước sôi lửa bỏng như thế này mà chúng nó còn đi nhảy audition với nhau ở quán nét. Chịu đấy. Bây giờ làm sao mà điệu được cái thằng cu nhỡ ra khỏi cái miếu mới là quan trọng đi. Rồi! Chuyện ấy cứ để cho thằng Hòa điếc này lo! Hòa! Này! Thôi! Nể tình chị em chúng mình chơi với nhau bao nhiêu lâu nay. Chị đưa chú 5 triệu 2. Được chưa? Ít quá đi. Thế mà còn chơi ít à? Thôi, thốt nốt phát cuối nhá. Chị cho chú thêm 1 triệu. Được chưa? Uống nước đi. Anh vào đây làm gì? Anh vừa gặp anh Nhỡ mua cho em một cái nhẫn cưới đẹp lắm. Anh ấy khao khát được cầm tay em như thế này này. Để anh nói chuyện này cho mà nghe, liên quan đến đại sự của em đấy. Anh Nhỡ mua cho em một cái nhẫn đẹp lắm, rồi anh ấy ướm vào ngón tay của anh để xem có vừa với ngón tay của em không. Đấy là anh ấy tạo cái sự bất ngờ cho em đấy. Giờ nhờ anh sang bảo em tối nay ra bờ ao để anh ấy được cầu hôn. Cầu hôn á? Ừ. Thật không anh? Chứ còn gì nữa. Thôi anh về nhé. Anh, đã lâu anh em mình không gặp nhau. Anh rể. Cậu ấm đầu hay sao mà gọi tôi là anh rể đấy? Chết. Thế em tưởng anh là anh em kết nghĩa với Liên cơ mà. Đừng có lôi Liên vào chuyện này. Ô, thế Liên chưa nói với anh là em với Liên đã yêu nhau rồi sao?
Dạ, có khả năng là cô ý ngại cho nên là cô không dám thổ lộ ra thôi ạ. Mà anh không tin ý, tối nay em với Liên hẹn nhau ra bờ ao. Em tính, em cầu hôn Liên luôn. Cho nó máu ạ. Anh không tin thì tối anh ra bờ ao mà xem. Tôi không biết. Alo, đối thủ đã đi. Này, đã ngủ để cứ phăm phăm. Bọn nó đến kia kìa. Thằng nào? Tất cả có 7 người, không phải đếm. Bọn này là bọn nào? Muốn biết chị là bọn nào thì mau mau rút quân ra khỏi đây. Còn không nhá, đừng có trách chị ác. Đệ nhất Nam Kỳ sợ gì? Này, riêng bọn này nhá, thà chết chứ không chịu thất bại. Chú, nói là phải giữ lời, nhớ chưa? Cái gì đấy? Ôi, đang lúc nước sôi lửa bỏng. Bây giờ mới là lúc để con mèo già này thể hiện. Xin mời. Người đẹp cứ yên tâm, con mèo già này ăn vã hết cái lũ chuột này. Bọn trẻ bắt đi. Như lợn trong tuyết, tăng đề từ đâu? Yeah!
Bây giờ làm thế nào? Lan, phe bên nào? Tao phe bên kia. Chân gì mà mềm mại như gái một con thế? À, chân mềm mại cũng không đến lượt ông sở. Dâu ạ! Có mỗi cái việc là ôm thật chặt cái chân của mình yêu mà ông không làm được. Để tôi. Thôi chân chân gì? Chân tao như chân ai? Hóa ra chân ông à? Làm tôi ngủ mãi. Này, tôi nói cho ông biết nhá. Ông mà để con bích điêu nó vào trong miếng, nó lấy cái bình thì tôi với ông đưa ngã anh ấy đi nhá. Đúng, ngủ vãi cái thằng mà kia. Mày đâu? Anh chỉ đi qua thôi. Chúng mình lớn cả rồi. Hôm nay có chuyện gì xảy ra em chịu tất. Anh không. Mẹ em nói rồi, sai thì sửa, chừa thì đẻ. Anh không phải lo lắng đâu. Anh cấm em ấy, không được làm điều đó. Yêu ai không yêu, đi yêu tao hỏa đi. Không phải anh hẹn em ra đây hay sao? Giờ còn nói kiểu ngây ngây ngô ngô nữa. Thế không phải là em với thằng Hòa Điếc yêu nhau à? Yêu Hòa Điếc em thà chết còn hơn. Ê, 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 thôi. Thôi chết rồi. Hòa Điếc. Tao Hòa Điếc. Anh ra đây cầu hôn em sao? Cái bình cổ hả? À. Giỏi vãi, mình phục mình quá. Ôi, cái bình cổ, cái bình cổ. Bọn mày có biết đây là đâu không? Thằng nào vừa nói đấy?
Có mỗi yêu với không yêu cũng làm người ta khổ. Anh lúc nào cũng chỉ cái bình thôi. Hay anh lấy luôn cái bình đi. Cái bình vỡ rồi. Cái bình vỡ mất rồi. Đưa em gắn lại cho. Em đừng gắn nữa. Em biết cái bình quan trọng với anh nhất mà. Cái bình quan trọng thật, nhưng không quan trọng bằng em. Anh vừa nói gì cơ? Anh sẽ cưới em. Thật đấy.